Xin được gửi lời chào đến toàn thể cô chú, anh chị và các bạn đang xem video ngày 22 tháng 3 năm 2022. Em là Lục Linh Dao Phúc Sen. Hôm nay em lên với cả nhà mình 10 mẫu dao cơ bản về dao bếp nhé các bác ơi. Ngoài ra thì có 3 con duy nhất là chuyên về dao đi rừng và dao đa năng. Còn bên này ạ, em có những cái con dao bếp đủ các chức năng là chặt xương, chặt gà vịt, thái và lọc. Đó, và không để mất thời gian của các bác nữa thì em sẽ giới thiệu nhanh thôi. Cơ sở bán hàng của nhà em nằm tại thành phố Cao Bằng ạ. Ngoài ra thì các bác có thể gọi điện, chốt đơn và nhắn tin cho em qua số 0981 583 598 và cái số 196 ở trên cùng là số phụ của em nhé. Đấy, các bác cứ kết nối Zalo qua cái số 598 này ạ. Ngoài ra thì khi mà mua hàng với bên em, các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Thứ hai là mình sẽ được bảo hành 1 năm. Và thứ ba là các bác sẽ được dùng những cái con dao của làng nghề Phúc Sen với những kiểu mẫu đẹp nhất và giá thành phải chăng nhất. Đấy, và em cũng chia sẻ luôn là nhà của em không có xưởng. Em là người đi mua hàng tại các xưởng của làng nghề Phúc Sen về bán lại. Thế nên là các bác sẽ được trải nghiệm rất là nhiều mẫu dao của nhiều xưởng khác nhau, chứ không phải là một xưởng duy nhất. Đó, và những giá mà em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Tiền ship thì em sẽ để riêng ra, các bác vui lòng cộng thêm 30.000 một đơn giúp em nhé. Sau đây thì em xin giới thiệu chi tiết từng con luôn. Đấy, hôm nay thì em lên có 10 mẫu thôi. Một cái video rất là ngắn gọn, để dành thời gian những mẫu khác thì em sẽ ở video sau. Các bác có thể vào trang chủ của em, mình kéo xuống những cái video mà em đã đăng cách đây tầm khoảng 5-6 ngày về trước đấy ạ. Thì những cái mẫu đấy các bác có thể tham khảo thêm nhé. Có cả mẫu đi rừng với cả nhiều mẫu dao bếp khác nữa. Đầu tiên mẫu số 1 hôm nay em lên là một cái mẫu dao đã bao gồm có vỏ rồi. Đây các bác nhìn này. Cái kiểu này là kiểu mới đấy ạ. Em hay gọi vui là dao sừng bò ấy. Tại vì khi mà cho dao vào vỏ thì nó sẽ nhìn nó hơi giống cái sừng bò như thế này. Đấy, cả một bộ sẽ bao gồm là một cái vỏ gỗ cầm chỉ này. Đấy, và một con dao như thế này. Cán gỗ của dao cũng là gỗ cầm chỉ luôn đấy ạ. Cả bộ như thế này thì em bán với giá là 450.000 nhé các bác ơi. Đây, rất là đẹp luôn, có cả lá chắn đồng ở đây này. Đấy, cái hình chắn đồng hình kiểu như dạng như hình quả trứng ấy, nhìn rất là đẹp, rất là tròn trịa luôn. Đây ạ, có hai đinh đồng và hai mặt sẽ để hoa văn. Mũi dao thì rất là nhọn, cái này em nghĩ là chúng ta mang đi rừng được rất là tiện. Bỏ vào túi xách ba lô cũng gọn, tại vì đã có vỏ kèm theo rồi ấy. Đây, những cái vân gỗ này nó rất là đẹp. Mỗi mẫu thì em sẽ chỉ lên một con tượng trưng thôi. Các bác có thể lấy số lượng nhiều cũng được nhé. Chiều dài lưỡi dao em tính từ đây lên. Để tính cái chiều dài lưỡi dao này là vào 20,5 cm. Bản rộng của em này là vào 4 cm nhé. Chỗ này đấy ạ, vào 4 cm ạ. Và dày 3 ly. Đây, con này độ dày 3 ly này các bác này. Các bác dùng để thái cũng được, nếu mà mình để làm bếp ấy. Không nhất thiết là cứ phải mặc định là dao đi rừng là chỉ được đi rừng đâu. Đấy, các bác cứ cảm thấy là mình phù hợp với cái chức năng nào thì mình cứ dùng thôi ạ. Đây, cái con này thì được làm đinh đồng, khâu chốt đồng và lá chắn đồng cùng một màu luôn, đồng bộ với nhau. Đó, cả cái cân nặng nếu mà cho cả cái vỏ vào thì nó sẽ nặng 500g. Còn nếu mà riêng cái con dao em đang cầm này thì nó nặng 300g. Đó. Giá này là 450.000 nha các bác ơi. 450.000 một bộ bao gồm cả vỏ và dao. Đó. Tiếp theo em chuyển qua một cái mã số 2. Đây là một cái mã mèo thép trắng không dỉ, cũng là có vỏ rồi. Đấy ạ, nhưng mà cái vỏ của nó thì lại điệu hơn một xíu, có cả cái đồng xu. Đây, có đồng xu và có cả cái dây trang trí này các bác này. Vỏ gỗ cầm chỉ này thì làm thêm một mấy cái đường vân vào đây nữa. Mèo mini này thì cũng tương tự như số 1 thôi. Rất là đa năng, các bác mang đi rừng thì mình để làm hàng, mình cắt dây, cắt giấy, các thứ cũng được. Nó rất là tiện, cực kỳ là sắc luôn. Và đây là cái mẫu thép trắng không gỉ thì nó sẽ bảo quản dễ hơn. Các bác không sợ bị han gỉ, không phải bôi trơn dầu ăn hay là cất ở những cái nơi khô, cất ở những cái nơi sạch sẽ thoáng mát. Nói chung là nó không nhất thiết phải bảo quản kỹ như con số 1. Đấy, con số 2 này về cái độ sắc ấy, so với thép nhíp thì nó sẽ không sắc bằng, chứ không phải là nó không sắc. Đó, nếu mà để so sánh thép nhíp với thép trắng thì bao giờ thép trắng nó cũng sẽ cùn hơn một tí nhá các bác ơi. Nhưng mà mình vẫn dùng được chứ không phải là nó cùn quá đâu. Đây ạ, một bộ thì nó sẽ bao gồm như thế này. Chiều dài lưỡi dao vào 16 nhá. Con này thì ngắn hơn con số 1 này. Chiều dài vào 16 thôi ạ.
bản rộng của nó là vào 3,5 cm. Em này dày 5 ly và nặng 200 g. Đấy, dày hơn cả con số 1 luôn. Dày tận 5 ly là cái độ dày này nó bằng một con mèo to em bán rồi đấy ạ. Rất là đẹp này các bác này. Đấy, đinh đồng, khâu chốt đồng. Và không, cái này thì không làm cái lá chắn nữa. Một bộ như này cũng 450.000. Em để hai cái mã này vào với nhau cho các bác tùy chọn. Chúng ta có thể chọn con nào cũng được. Đây ạ, quay từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới để các bác xem nhé. Rất là đẹp luôn. Rất là bé và cái này đa năng, mình đi phượt đi du lịch cũng có thể cầm theo nhé. Tiếp theo giới thiệu qua mã số 3. Nó cũng là một con mèo mini. Nhưng mà mèo này là mèo mũi hếch các bác ơi. Và không có vỏ nhá. Con này thì không có vỏ. Đấy, tại vì nhiều anh chị cũng không thích lấy vỏ ấy. Thế nên là em có thêm cái sự lựa chọn số 3 này. Con này thì để đen hai mặt, làm từ thép nhíp này. Cũng là hai đinh nhá. Hai đinh đồng và khâu chốt đồng. Đây ạ. Có cái chữ phúc sen ở đây này các bác này. Hàng chuẩn luôn, thế nên các bác yên tâm ạ. Chiều dài lưỡi dao thì vào 17 nhá. Em này dày 5 ly và nặng 200 g. Đây là con mũi hếch. Đấy, để nghiêng qua này cũng rất là đẹp này. Các bác có thể cắt giấy cũng được. Mình mang đi làm vườn cũng được luôn ấy. Con này nó bé bé xinh xinh. Khách của em ở trong Nam ấy thích con này lắm luôn ấy. Đây ạ, cái con này thì độ dày vẫn là 5 ly và cái chỗ bụng này của nó rộng 3 cm. Em bán với giá là 200.000. Đấy, 200.000 con mã số 3 nhé các bác. Đây là mèo mini thép đen. Rồi, tiếp đến em giới thiệu qua những cái mẫu dao bếp này. Hôm nay ba cái con này là hơi lạc loài một tí thôi. Đây, còn từ con số 4 đến số 10 là những cái con dao bếp bao gồm chặt, thái, lọc các thứ là em sẽ để vào trong cái video này luôn. Đây ạ. Rồi, con số 4 và số 5, hai con này thì nó khá là giống nhau, nó chỉ khác nhau ở chỗ là một con to hơn và một con bé hơn thôi nhá. Đây cũng là thép trắng không gỉ ạ. Cái dòng thép trắng không gỉ này thì nó sẽ sáng cái không gian của mình hơn. Và mình vào bếp xong thì các bác bảo quản nó cũng dễ hơn ý. Đây, số 4 này thì đa năng, các bác dùng để thái được, để lọc được. Đây, cái mũi của nó rất là nhọn này. Thái, lọc và gọt hoa quả cũng được nhá. Số 4 này em bán 220.000 ạ. Đó, một cái con dao từ thép trắng không gỉ. Và đây là dòng cán tra, đóng đinh inox và khâu inox, rất là đồng bộ với nhau. Chiều dài lưỡi dao vào 19 nhé các bác ơi. Em này dày 2 ly và nặng 200 g. Đấy, rất là mỏng và nhẹ luôn. Cái bụng của em này thì rộng 5 cm. Gọt được hoa quả luôn đấy ạ. Rất là cần thiết trong mỗi gian bếp của chúng ta. Giá là 220.000. Còn kế bên là con to hơn. Con to hơn này thì cũng chức năng và kết cấu tương tự như số 4. Em bán 250.000. Đấy, tại vì nó to hơn. Con này là thái bản to, thái bụng bầu ấy ạ. Đây, cái bụng của nó bầu bầu ra thì sẽ gọi là thái bụng bầu để tránh nhầm với những cái con khác đấy ạ. Đây các bác nhìn này, vẫn giống như con số 4 hết. Cái con này thì nặng 300 g. Nó nặng hơn 3, nó nặng hơn 100 g. Đó. Nặng ba hơn nặng 300 g nhá. Chiều dài lưỡi dao vào 21,5 ạ. Chỗ bụng này thì nó rộng 7,5 cm và dày 2 ly. Đấy, đây là mã số 4 và số 5. Nó cùng là một cái phiên bản đấy ạ. Chẳng qua là to hơn và bé hơn một xíu thôi. Tiếp theo em giới thiệu qua mã số 6 này. Các bác thích thép nhíp đen thì có thể lấy cái con số 6 này. Nó tương tự như con số 5, chẳng qua là bé hơn một xíu. Vì cái kích thước, tại vì hàng là cái này tất cả đều làm thủ công hết. Thế nên là không, cái thông số nó sẽ không được chuẩn giống nhau hết cả. Đấy, và cái con số 6 này thì em bán với giá là 220.000. Đây các bác, em đặt vào sát để các bác nhìn này. Nó chỉ bé hơn một xíu thôi. Chiều dài của nó cũng là vào 21. Bản rộng của nó là vào 6 cm. Dày 2 ly và nặng 300 g. Đấy, độ dày và độ nặng thì giống nhau. Hai mặt sẽ để đen như thế này. Thép nhíp đen. Đấy, cái mũi của nó rất là nhọn luôn. Các bác dùng thì mình tập trung và hết sức để ý giúp em. Cái này thì không sợ bị ghê hay là bị cảm giác nó không an toàn đâu ạ. Đây, tại vì cái này, cái cán của nó đủ để các bác cầm nắm rất là chắc tay. Thái, mình thái rau, thái thịt thì mình sẽ dùng những cái con nhỏ xinh như thế này nhá. Cái mũi này này, ba con này, mũi để nhọn lên như này thì các bác có thể mình lọc luôn cũng được. Mình sẽ đỡ phải chuyển qua một cái con dao khác nữa. Đấy, con số 6 này thì 220.000 ạ. Tiếp theo em chuyển qua những cái mẫu chặt nhá. Ở đây có chặt xương và chặt gà vịt. Đấy, 7, 8, 9, 10. Các bác nhìn này, những cái con này thì nhìn cơ bản thì nó khá là giống nhau thôi. Nhưng mà có những cái mẫu nó sẽ kiểu như là nó sẽ hiện đại hơn một chút.
Đây, em có cả hiện đại với truyền thống luôn nhá. Số 7 là cái con chuyên để chặt xương. Số 7 này thì nếu mà tiện tay các bác chặt luôn gà vịt cũng được, tại vì nó cái cân nặng nó đang ở giữa con chặt xương và con chặt gà vịt. Con này thì con mũi vát. Đây, em gọi là chặt gà vịt mũi vát này tại vì vát nhọn lên như này. Chiều dài lưỡi dao vào 25 cm ạ. Đó, hai mặt để hoa văn rất là đẹp luôn này. Đây là dòng cán ốp nhé các bác ơi. Có ba đinh đồng rất là sáng chói. Độ dày của em này vào 5 ly và nặng 800 g. Đây, nặng 800 g thì các bác chặt xương được, chặt gà vịt được. Nhưng mà nếu mà để chức năng chính thì em nghĩ là các bác dùng để chặt xương thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì thông thường những con chặt gà vịt nó dao động tầm khoảng 5 đến 700 g là đẹp rồi. Còn con này nặng 800 g thì mình cũng chặt được thôi. Chẳng qua là nếu mà các bác chặt nhiều ấy thì chúng ta nên dùng chuyên một con chặt gà vịt riêng nhé. Đây, cũng có dấu phúc sen Cao Bằng luôn này các bác này. Rất là sắc và đẹp. Con này cán ốp và cái cán thiết kế cong một chút để khi mà mình nắm này nó sẽ chắc tay hơn và không sợ bị tuột nhé. Mã số 7 này thì em bán với giá là 280.000. Đây ạ, đây là dòng chặt cán ốp. Đây, ba đinh đồng này các bác này, rất là đẹp luôn. Đây ạ, đấy, sáng bóng, cán gỗ cẩm chỉ nhé. Đa phần nhé, không phải là hết đâu. Tại vì có những cái con sẽ làm bằng cán gỗ khác, nhưng mà chủ yếu là nhà em sẽ dùng cái gỗ cẩm chỉ để làm cán dao. Tại vì cái dòng gỗ này nó rất là sáng và không lo bị mối mọt, không lo bị thấm nước. Rồi, tiếp theo em giới thiệu qua mã số 8. Con này thì chuyên chặt gà vịt này các bác này. Như vừa nãy em nói đấy ạ, cái con này thì nó nặng 600 g thôi. Đấy, nó nhẹ hơn con số 7, thế nên là mình chặt gà vịt nó sẽ đầm tay hơn. Miếng thịt nó sẽ không bị nát ra ấy. Đây ạ, số 8 này cũng 280.000. Nó cũng gần giống như con số 7, chẳng qua là đây em để ngang ra cho các bác thấy cái cán nó sẽ rất là cong. Đây. Đây ạ, thiết kế cong như thế này. Khác với những con cán tra này nhá, cán thẳng này, nhưng mà cái này nó sẽ thiết kế cong để khi các bác cầm nắm này, nhìn chặt nó rất là đẹp. Cái này thì mũi nhọn hơn cả con số 7 cơ. Vát nhọn hơn lên rồi. Chiều dài lưỡi dao vào 23 cm nhá. Bản rộng là vào 7 cm ạ. Em này dày 5 ly và nặng 600 g. Đấy, cũng là hai mặt để hoa văn, nhưng mà hai hoa văn này thì không có cái hoa văn nào giống nhau hết. Nhìn ở góc độ nào các bác cũng sẽ thấy rất là đẹp. Đấy. Con này cũng 280 ạ, tùy cả nhà mình nhá. Rồi, tiếp theo đến con số 9. Đây cũng là một con chặt gà vịt, nhưng mà đây là cái dòng cán tra. Đây các bác ơi, em để hai bên luôn cho các bác tiện so sánh này. Con cán tra này thì nó sẽ có đinh ở đây, khâu chốt ở đây. Còn con cán ốp thì nó sẽ ốp vào hai bên như thế này. Và con số 9 này là một cái phiên bản rất là truyền thống. Hai mặt nó sẽ mài sáng như thế này. Đấy, không phải là để đen nhá, mà là mài sáng cả hai mặt rồi ạ. Để chặt gà vịt là chức năng chính. Đấy, còn nếu mà các bác chặt xương to thì chúng ta hãy dùng đến những cái con nặng tầm khoảng 800 g, ví dụ như con số 7 hoặc là những con chặt xương em đã lên trước đấy nữa. Đây ạ, cái con này thì số 9 này chiều dài vào 22 cm. Bản rộng là vào 7,5 cm. Em này dày 3 ly nhá, nặng 500 g. Đây ạ, một cái thông số để chặt gà vịt rất là lý tưởng luôn các bác ơi. Đấy, tất cả những cái video em đang quay này là 100% camera thường. Nhận được hàng các bác cứ mở ra xem, đúng cái mẫu mình đặt thì các bác nhận hàng ạ. Em số 9 này giá là 250.000. Em chặt gà vịt. Rồi, và cuối cùng là số 10, một cái con chuyên thái. Con thái này thì hai mặt sẽ để đen truyền thống. Đấy, hai mặt để đen, nó cũng gần giống như số 9 hết. Về cái ngoại hình đầu tiên đấy ạ, nhìn nó hơi giống. Đây này, cũng có hai đinh đồng và khâu chốt đồng. Nhưng mà tuy nhiên thì em này mỏng hơn, dày có 2 ly thôi và nặng 400 g nhá. Con này ạ, nặng 400 g, hai mặt để đen truyền thống. Chiều dài lưỡi dao vào 22, bản rộng vào 7,5. Đấy, chiều dài và chiều rộng là nó với số 9 bằng nhau, chỉ là mỏng hơn 1 ly và nhẹ hơn 100 g thôi. Số 10 này thì em bán với giá là 220.000. Đó, đây là một cái mẫu. Mẫu này là cái mẫu thái cơ bản. Ngoài ra thì những cái mẫu này thì em có cả những cái mẫu khác nữa, nhưng mà hôm nay em làm một cái video ngắn gọn như thế này. Để dành những con khác thì em sẽ lên lần lượt để cho các bác xem nhé. Rồi ạ, vậy là em giới thiệu hết những video em có, những cái sản phẩm em có hôm nay rồi. Cảm ơn các bác đã xem video của em nhé. Em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.